Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Phần đầu clip thì tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em Nguyễn Quang Trung đã donate ủng hộ cho kênh qua hệ thống Super Chat ở trên YouTube. Cảm ơn anh em Nguyễn Quang Trung rất là nhiều. Anh em thân mến, ngày hôm qua tôi có chơi cái bộ Fallen Witcher kẹp với cả Hunter. Thực sự ở đây nó chỉ là một cái content làm cho vui vào một cái ngày cuối tuần. Đấy, thì tôi làm cái content nó gọi là múa một chút độc dị lạ cho vui thôi. Nhưng mà không ngờ, tôi phải nói thật với anh em là không ngờ chúng ta lại có thể là phát hiện ra một cái line up mà nó khá là tiềm năng. Đấy, rất có thể nhá là chúng ta sẽ vô tình lúc được bí kỹ đấy anh em ạ. Đó, chính vì thế nên là hôm nay tôi và anh em sẽ cùng nhau tiếp tục khai phá cái bộ này để xem là thực sự là nó có thể trở thành một cái bộ bí kỹ tiềm năng không. À không, không phải còn gọi là tiềm năng nữa mà nó có trở thành một cái bộ bí kỹ thật sự không. Đấy, thì hôm nay tôi với anh em sẽ cùng tiếp tục chiến nha anh em nhá. Bản thân tôi thì với những cái nhận định ban đầu ấy, những cái gì mà tôi chứng kiến ở trận đấu ngày hôm qua, có thể anh em bị cái con súng làm cho lu mờ. Đấy, nhưng mà tôi thì tôi lại có một cái nhận định khác. Một cái nhận định là nếu mà cái con Fallen Witcher nó lên 3 sao và chúng ta dồn đồ cho Fallen Witcher ở trong cái bộ Hunter thì cũng chưa biết là cái chuyện gì nó sẽ xảy ra đâu anh em ạ. Cái trận trước là bởi vì cái con súng nó quá tỏa sáng thôi, chúng ta dồn toàn bộ đồ cho con súng nên là cái con Fallen ấy nó chưa phát huy được cái tác dụng của nó. Nhưng mà một cái con Fallen không đồ và chúng ta thấy được cái hiệu quả của nó đem lại khi mà kết hợp với 6 Hunter, những cái con Fallen hóa ra từ những cái con Hunter ấy, nó có một cái tốc đánh rất nhanh. Ngoài ra nó còn được thừa hưởng cái sức mạnh của cái bộ Demon nữa. Thật sự là nếu mà đam to và đánh nhanh đấy, kết hợp với cả, có thể kết hợp được với cả Warlock, có thể được kết hợp được với cả Beat, có thể kết hợp được với cả đỏ thì chưa biết chuyện gì nó sẽ xảy ra với một cái line up mà nó hoàn chỉnh đâu. Trận hôm qua là hoàn toàn là chúng ta mới chỉ đánh ở level 8 thôi, nó chưa có cái gì nó gọi là mắc binh ở trong cái bộ đấy cả. Fallen Witcher là vẫn còn chưa lên được là 3 sao đó. Thậm chí là đồ cũng chưa dồn cho Fallen Witcher, là chúng ta chưa có một cái đánh giá của một cái con co mà nó dồn toàn bộ đồ cũng như là nó lên được cái mức tối thượng. Đấy, hôm nay tôi sẽ cố gắng làm nào để chúng ta đầu tư nhiều cho Fallen hơn so với con súng anh em nhá. Tất nhiên là chơi cái bộ đấy thì theo kinh nghiệm của tôi ấy, kinh nghiệm mà gọi là chơi thì là chúng ta hãy dồn cho hai co chứ đừng có dồn hết vào một mối. Con súng cầm một ít đồ, đấy, con Fallen cầm một chút đồ thì nó ok hơn. Đó, nhưng mà ưu tiên cho con nào thì con nào lên được 3 sao thì chúng ta ưu tiên cầm nhiều hơn thôi. Chứ còn không nên là rèn hết toàn bộ đồ cho một con, mà hãy để hai con cầm, thế là ok nhất. Chúng ta sẽ có một cái lượng đồ vượt trội so với đối thủ. Fallen thì nếu mà nó lên 3 sao và nó có cái đồ thì nó sẽ là 5 con đúng không? 5 con cầm 6 món đồ. Đấy, 5 x 6 đã là 30 món rồi, cộng thêm một con súng 6 món nữa, vậy là nó sẽ có là 36 món 36 món đồ để cầm ở trên tay. Ơ kìa, thôi chết rồi, bị làm sao này, bị treo này. Ui rồi ơi, mạng méo chán thật đấy, làm sao nhở. Ui rồi anh em ơi, mạng lại có vấn đề rồi. Ơ mấy hôm nay toàn bị cái này thôi nhá, ảo thật. Không biết làm sao mà ping thì nhìn thì lúc nào cũng ping 500, à ping 50, nhưng mà lúc một phát nhảy lên 500 luôn ấy. Ok, chưa có Fallen nhưng mà tôi cũng đã có câu được ra gấu rồi. Nhưng cái con gấu thuộc cái tộc Metalith này thì thực sự là nó khá là khỏe đấy. Toàn là những cái con khá là trâu, tăng cơ phía trên. Ở phía dưới nó có thời gian để nó bắn. Sao treo treo lắc lắc ấy nhở, máy lắc lắc ấy nhở. Mấy hôm nay thì cũng chưa có tắt máy. Có lẽ là vì là tôi sử dụng máy phải đến 3-4 ngày nay tôi chưa tắt rồi, nên khả năng là vì thế là nó lắc ấy. Mà thôi, bây giờ vào trận là tôi cũng không muốn tắt, tôi không muốn reset lại nữa, chứ khó tí vậy. Cũng chưa chắc là đã là do là tôi dùng máy lâu tôi không tắt mà nó bị thế này đâu.
Có thể là do mạng. Khả năng là lên súng 2 sao sớm rồi này. Liệu rằng có cái lịch sử lặp lại không? Mà lag thật đấy. Trời lag là khó chịu lắm anh em ạ. Anh em thực ra anh em không điều khiển, anh em không thấy cái sự lag của nó. Tôi điều khiển tôi mới thấy lag. Không biết là các anh em mấy hôm nay có bị như thế không. Tôi thấy là mấy hôm nay ấy, từ khoảng cách đây 2 ngày không biết là có phải là do là máy nó sử dụng lâu quá chúng ta không tắt đi bật lại, hay là do là mạng lag. Đó, anh em thấy không? Đấy nó giật phát lên ping kìa. Xong nó treo máy luôn nhá. Điều thật sự. Cái này không biết là do máy hay là do mạng này. Tí nữa tôi xong một trận lại. Đấy, cái này là do mạng chứ do máy gì đúng không? Bị ao luôn ra này, bật lại này. Trời ơi, chơi này chết. Này làm sao mà chơi được. Ui dùi, câu ra con gấu Saman anh em ạ. Trận này có mèo 5 đô chết của tôi. Nhưng mà trận này không có. Rất tiếc, trận này không có mèo 5 đô. Trận này mà có mèo 5 đô thì chắc chắn là nó sẽ là cái con mèo 5 đô vào trong cái bộ Saman rồi. Đấy, anh em thấy không? Nó lẩy phát lên 600 luôn nhá. Điêu thật đấy. Hy vọng là cái lúc mà tôi Hyperdrone nó không bị lag. Chơi cái bộ mà chúng ta kết hợp Fallen Witcher với cả Hunter này là chúng ta sẽ phải Hyperdrone đấy. Chứ không phải là cái bộ đẩy cấp đâu. Hyperdrone thì lại chơi ở level 7. Ờ, mà lúc đấy là level 7 làm gì có nhiều slot để mà chúng ta có thể là để dành đâu. Nên là cái việc mà nó có một chút thời gian để roll ấy mà chúng ta roll không kịp ấy, hoặc là bị giật lag đúng lúc mà cái bàn cờ đang full nó toang đấy. Tôi đang nghĩ đến cái kịch bản này nó sẽ xảy ra tương lai đây này. Sợ phết nhở. Trời ơi, mạng lag này không biết có chơi được không. Mạng lag như này mà có vẩn toang là xong luôn đấy. Là lại phải làm trận nữa đấy anh em ạ. Mà trận này vẫn chưa thấy có Fallen nào nhỉ. Trận này có vẻ Fallen ra hơi muộn. Súng thì ra là 2 con rồi nhưng mà nó cũng chưa lên là 2 sao. Bây giờ là rank 11 rồi. Hy vọng là nó sẽ ra trước rank 15 thôi tôi. Chứ còn súng mà ra sau rank 15 thì nó lại quá là bình thường rồi. Nó lại không mạnh nữa. Lúc đấy là trận này bao nhiêu nhà chưa mết luôn này. Ủa, kinh không? À, nhìn qua trông hết hồn luôn đấy. Lên nhớ là cái bộ Fallen Witcher kẹp với cả Hunter là chúng ta nếu mà muốn kẹp cá sẽ phải lên level 8 nhá. Ít nhất là level 8 mới kẹp được đấy. Còn thậm chí là có thể là phải lên level 9 cơ. Bởi vì level 8 thường kẹp thêm con gấu beat vào cho nó khỏe. Căng phết nhỉ, trận này mấy thằng chắc là tôi nghĩ là chơi rồng thôi. 5 rồng. Trận này 5 rồng 9m ngon anh em ạ. Đây rồi. Lùn luôn, quá tuyệt vời. Đập trứng luôn. Giữ máu tí. Kinh nghiệm của tôi là cứ ra quả trứng đập cho súng luôn anh em ạ. Chứ đừng có giữ cho cái con Fallen. Fallen chả biết bao giờ là mới lên được đâu. Đấy, cứ súng trước đã. Súng trước giữ máu đã. Còn Fallen ra thì chúng ta tích vào, chúng ta đập trứng sau. Tìm cái quả trứng khác và đập vào. Chứ còn lúc đầu cứ phải cái con súng 2 cho yên tâm đã anh em ạ. Đánh nó giữ được máu. Cái con súng 2 này kẹp lùn vào tuyệt vời luôn. Đấy, có đồ thôi. Có đồ thôi là có thể giữ được máu ở ngay tại level 5 rồi nhá. Không cần phải lên 6 luôn ấy. Bao giờ có 6 Hunter thì mới lên 6 cũng được. Còn ngay tại level 5 này nếu mà chúng ta chơi Hunter này chúng ta cũng có thể giữ được máu rồi. Đấy, khỏe đấy chứ. Thậm chí là có ăn được thằng này luôn này, ở level 6 này. Đam to thật sự luôn. Rất khỏe luôn. Rồi, đủ 6 Hunter chưa nhỉ? Đây là đủ 6 Hunter rồi đây này. Đủ 6 Hunter thì cho vào thôi anh em ạ. Đủ 6 Hunter cho vào thôi. Ok, lên 7 thì lại kẹp đỏ vào thôi. Như bình thường, đấy. Bây giờ round này thì có thể thắng được. Nên là tôi sẽ quyết định tôi chưa có lên up lên 7 vội. Có khi là đánh ở 6 cũng được. Xong lên 7 kẹp thêm con beat vào. Chả cần phải kẹp đỏ đâu. Kẹp beat vào.
Ui chưa, nó câu con súng của tôi rồi. Ui chết rồi, con súng bị cái con này nó bớ vào kìa. Con súng bị con gấu nó bớ vào kìa. Nhưng mà ừ, khỏe rồi anh em ơi. Lên được level 6 kẹp vào 6 Hunter, ok luôn. Rồi. Thôi, tôi nghĩ là cứ để level 6 thôi anh em ạ, chả phải lên 7 đâu. Bây giờ cứ để level 6 cho 50 tiền đã, sẽ up dần lên 7 roll. Cái bộ này chơi level 7 anh em nhá. Cứ từ từ, chả phải vội. Đấy, chỉ cần ra đủ 6 Hunter một cái là chúng ta giữ máu được ngay. Bây giờ vẫn 89 máu top 2 này. Chỉ cần là đập quả trứng cho con súng cái là ok luôn. Ra 6 Hunter ấm luôn rồi. Rồi, thôi, không cần phải làm gì cả. Bây giờ cứ up dần dần, ok. Bây giờ chỉ hy vọng ra full lần sớm thôi, chứ còn cứ đợi mãi không ra thì nó cũng rất là ngại luôn ấy. Lại chơi kiểu Hunter truyền thống thì nó mất hay. Ở đấy, lại bị rồi này, chán thật. Ui giời ơi, suốt ngày lấy đi nó chơi kiểu gì đây. Ơ, cắt chuỗi này. Lag xong, cắt chuỗi luôn. Ảo ma Calada tung chảo. Rồi. Áo dần thôi. Đánh ở level 6 cắt được chuỗi luôn ạ. Chúng ta là Hunter và quả vừa rồi là gặp Fiazer đấy. Gặp Fiazer ăn được. Ok, thôi, round này round 14 rồi. Round 15 thì chúng ta sẽ lên được 7. Chắc là nhiều mét nhỉ. Nhưng mà có vẻ như có một cái thằng nó chơi Exit thì phải. Có thằng nó đang chơi Exit, mặc dù là có con Fallen này 2 sao, nhưng mà tôi nghĩ là nó là Exit đấy anh em ạ. Và kết hợp Fallen với bộ Exit thì có vẻ hơi toang. Tí nữa chắc bán Fallen đi, chuyển sang đánh co là mấy con Exit rồi. Đây này, thằng này này, chắc là tôi nghĩ là Exit thôi. Hunter vẫn cứ là tín luôn. Khỏe đấy, súng gánh. Bây giờ tôi đã có chuỗi rồi. Tôi nghĩ là cái thằng Exit có thể là nó sẽ chơi. Lên game nó sẽ chơi là Witcher kết hợp với 6 Exit ấy. Đấy, 6 Exit kết hợp với 4 Witcher. Bởi vì trận này nhá là nó có cái kiếm hồn. Kiếm hồn nữa. Kết hợp được với cả 6 Exit kết hợp với 6 Witcher mà còn kết hợp được với cả 4 Warlock nữa cơ. Cái nào lùi cả thêm 4 Warlock nữa. Quá tuyệt vời. Ok. Đánh ở level 9 là đủ bộ đấy rồi mà. Đánh ở level 9 là 6 Witcher. À 6 Exit kết hợp với cả 4 Witcher. Lên 10 kẹp thêm cái con sâu vào là xong. Đấy, hoặc là con Velom vào. Con Velom vào là xong. Chúng ta sẽ có đủ bộ 4 Warlock kết hợp với cả 4 Witcher kết hợp với 6 Exit. Co thì chắc là dồn đồ cho kiếm hồn thôi. Nhanh thật sự luôn. Bắn đau thật. Vẫn thấy là chưa ra được cái con Fallen. Khó chịu nhỉ. 15 round rồi chưa ra con nào này. Ê, lần mới cày. Thôi, roll thôi. Tầm này roll thôi. Fallen ơi, mày ở đâu? Chưa thấy đâu luôn. Cay thật. Từ nãy giờ cũng ra khá nhiều mấy cái con 3 tiền đấy, nhưng mà chưa thấy cái con Fallen đâu. Thôi, chơi tạm mấy con cây làm tăng vậy. Bây giờ hiện tại cái con súng nó vẫn đang gánh. Đấy, anh em thấy chưa? Tôi đập trứng nó không sai đâu. Đập trứng cho súng nó mới gánh đến bây giờ ấy, chứ còn toang rồi. Từ nãy giờ không có thêm con súng nào cả. Nếu chúng ta có đúng 2 con súng với một cái quả trứng duy nhất để lên được con súng 2. Tận dụng cái quả trứng đấy để tạo điều kiện, cơ hội để chúng ta có thể tích được tiền. Ok rồi đấy. Mỗi tội lag thôi. Lag thật. Sao hôm nay lag tê à? Rồi, luôn tiếp. Đây rồi, full lần đây rồi này. Ok. Ôi dồi ôi. Cái gì thế này? Treo luôn này. Và ai đạn. Chán đời thế nhở.
Cứ điều khiển nó phát lại giật phát. Ra mày Hyperdon toang mất. Cái lúc mà kiểu cái bàn cờ nó bị tràn ra, nó đầy nó full bàn cờ, lúc đấy không biết làm nào luôn ấy. Xong rồi treo phát là toang luôn. Hy vọng là cái điều đấy nó sẽ không xảy ra với tôi. Ui thằng này to đấy. Thôi mất chuỗi rồi. Chịu. 5 rồng 9 mét rồi. Trận này có 5 rồng 9 mét đấy nha. Lại súng ấy, có cơ hội lên 3 sao sớm này. Vãi đái. Kịch bản này hơi giống kịch bản tập trước nhá. Thấy hơi điêu điêu đi deja vu à? Có phải deja vu không? Trông giống lắm. Chơi tôi trông rất là giống luôn ở cái tập trước luôn. Video trước cũng như này. Roll được con súng 3 sớm. Chúng ta roll ở level 7 ra súng 3 nhưng mà full lần thì nhất định là không lên được 3 sao. Mãi là mới lên được 2 sao cho. Rồi, thằng này vô tư. Này vô tư. Mấy thằng Clay tầm này vô tư à? Clay mà không lên được 2 sao full, không ra được ngựa sớm thì làm ăn gì? Đấy, một con full lần nữa rồi. Nó ra không? Đen nhỉ? Thôi từ từ anh em ạ, không khô máu đâu. Đang khô máu mà nó lại treo phát thì thôi toang. Cẩn tắc là vô ấy này anh em nhá. Chơi cẩn thận. Trời ơi mày lên hộ tao 2 sao cái để tao xem là có thực sự nó là bí kỹ không nào. Ui trời ơi sốt ruột với con phô lần này thật sự luôn đấy. Sốt ruột thế nhở. Mai ông lên được 2 sao mà con phô lần Witcher này. Nếu mà trận này mà giống trận trước thì lại làm diễn viên phụ rồi. Lại súng làm diễn viên chính rồi. Súng còn có 3 con nữa thôi anh em ạ. À đâu 4 con nữa, 4 con nữa. 5 con rồi. Hunter gặp cái bọn Goblin này ăn được không? Tôi nghĩ là vẫn sẽ ăn được. Cứng phết đấy. Mỗi tội là không dồn đồ cho Velom, không đánh Kira vẫn yếu. Gấu ấy làm phát ra 4 con đùi luôn ạ. Mà tôi không cần. Rồi từ từ đã. Lấy con gấu. Con gấu nó sẽ có thêm beat. Nhưng mà khả năng là trận này là có nhiều mết là tôi chắc cũng chả có slot cho gấu ở level 8 đâu. Phải lên level 9 mới nhét được cơ. Nên là khả năng cái con gấu này cũng chơi tạm thôi chứ còn cũng không thể lui được. Chúng ta phải ưu tiên cá trước. Trận này mết mạnh. Nhìn cái truyền thuyết là biết là nếu mà thằng nào chơi mết là thằng đấy về lết rồi. Anh em ạ. Đánh mết là về lết rồi. Trong cái hàng truyền thuyết toàn rớt rồng 5 đô lick. Toàn những con 5 đô luôn. Thậm chí là tính cả con Light Split. Rồi cái con Tsunami cũng là combo nhá. Ơ kìa. Lại treo. Hết hồn. Ok đồ hơi chán nhỉ. Bây giờ đổi chỉ có đổi đồ xanh dương hoặc là đổi đồ xám thôi. Ok. Crit đi, lấy crit bắn vào đau. Rồi, roll tiếp anh em nhé. Chúng ta roll tiếp ở level 7 thôi, chứ còn không lên 8 đâu. Tôi sẽ phải roll bằng được ra con Fallen. Chỉ ít là Fallen lên được 2 sao đã. Còn cái con súng ấy thì trong lúc roll Fallen thì cũng roll con súng luôn. Đấy rồi. Phải lên full 2 sao đã thì mới yên tâm được. Đấy, rồi ra súng rồi này. Nói chung là cái bộ này Hyperdon ở level thấp đưa hết tất cả lên 3 sao mà. Lại ra súng. Úi rồi cho lại súng vớ vẩn lên được 3 sao thật luôn á. Lại kịch bản nó đúng kiểu deja vu luôn anh em. Giống thật đấy.
Anh em thấy giống không? Giống nhỉ? Giống thật sự luôn. Nếu mà anh em nào mà xem kiểu không phải là ngày hôm qua ấy, mà xem từ cách đây một tuần ấy, thì anh em sẽ nghĩ là tôi đang up lại cái clip này. Anh em sẽ nghĩ là tôi up lại cái clip từ cái ngày hôm trước. Đấy. Nhưng mà vì cái clip là nó tôi up từ ngày hôm qua và nó có một chút gì đấy, kết quả nó khá là giống luôn. Nhưng mà bởi vì anh em mới xem hôm qua nên anh em biết là đây nó không phải là cái trận hôm qua. Nó là một cái trận khác. Trận hôm qua thì nó không có cái nhà mết, nó không có nhà nào bắn trưởng cả. Nhưng mà trận ngày hôm nay thì có rất nhiều nhà bắn trưởng. Tôi nhìn thấy là có hai nhà rồi. Ok. Trận này thì có lẽ tôi sẽ không nuôi con Exit Ranger nữa anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi sẽ không nuôi con Exit Ranger mà tôi sẽ để dành cái slot đấy cho con Tsunami. Và chúng ta sẽ nuôi là con thỏ và con Skull Hunter thôi. Thế là được rồi, hai con. Rồi hiện tại full lần lên được 2 sao. Cho vào luôn không? Trận này 3 nhà chỉ bắn trưởng, không phải 2 nhà. Ra rớt gì mà nhiều đấy kìa. Rớt bây giờ là rớt đại hạ giá hay sao mà nhà nào cũng có con rớt đấy kìa. Ảo thật đấy. Sợ thật. Hai thằng chơi, thằng ở trên có không phải 5 rồng. Thằng ở dưới 5 rồng, thằng ở dưới khả năng 5 rồng 9m là cao. Sợ nhất là 5 rồng 9m ấy. Vào phát là phọt phát là coi như là đội hình nó bay hết. Nhưng mà tất nhiên là cho đến khi mà chúng ta lên được round 30, chúng ta có cái món đồ tím. Nếu mà tôi lấy được BKB ấy, thì chắc là tôi cũng chẳng ngán thằng mết đâu đâu. Bây giờ BKB bật lên là chống cả là 5 rồng luôn đấy. Ngày trước 5 rồng là vào nó giật trưởng là trước khi BKB bật, nhưng mà bây giờ không, bây giờ bật nếu mà bắn trưởng phát là bật luôn, chặn hết mọi sát thương luôn. Đó, đi rồi. Goblin đi rồi. Đấy. Lại full lần tiếp này. Lên cái gì ấy đi. Gấu à. Thỏ 3. Úi giời ơi, súng 3 luôn ạ. Thế thì quá tuyệt vời rồi anh em ơi. Thế thôi. Lại ấm rồi. Nếu mà cái con súng này nó lên được 3, tôi nghĩ là tôi sẽ up cấp lên sớm đó. Tôi lại up cấp lên. Đánh ở level 8. Ok, random thôi. Không có đồ. Rồi. Sáu Hunter kẹp với cả Beat. Vẫn cứ là uy tín luôn. Rồi, gặp nhà rồng mết rồi đây này. Ui, tôi chết rồi, đứng tụm này bị nó trói anh em ạ. Nó có cái xích, nó có cái sợi xích. Vẫn thua. Áp cấp sớm kẹp cá anh em ạ. Chúng ta cần kẹp cá, chúng ta cần kẹp Beat luôn. Kẹp Beat để chơi với những cái nhà không phải nhà mết. Kẹp cá để chơi nhà mết nữa. À, thực sự tôi đang thấy hơi lo lắng với cái máy của tôi ấy. Nó đang khá là giật. Nó đang khá là giật. Giật lag, rất là lag luôn. Không biết có trụ nổi lên game không. Sợ nhất là những cái màn mà kiểu phải hyperon rất là nhiều ấy. Xong rồi cái lúc mà cái bàn chờ nó đã full quá rồi thì không, cái lúc mà cần xử lý nhanh thì nó lại bị treo. Lúc đấy thì nó sẽ bán, nó tự động nó bán những cái con ở trên bàn cờ thừa ấy. Đấy, toàn lắm. Round 25 chúng ta sẽ có một cái món đồ xanh dương nữa. MM là đẹp nhất. Rồi, quá tuyệt vời anh em ạ. Ok. Đồ cho súng là ok rồi đấy. Sau đó chúng ta sẽ lấy đồ cho Fallen anh em nhé. Đồ Fallen thì chủ yếu là những cái món đồ tím, đồ cam thôi, chứ không lấy cái đồ xanh dương. Fallen rất ít khi sử dụng cái đồ xanh dương. Xanh dương thì chắc là tôi nghĩ là chỉ có cái hai tia và cái bộ set là ngon rồi. Được không? Theo anh em như này có ổn không?
Fallen Witcher cũng sẽ có cái cơ hội biến ra được thêm một con 3 sao nữa. Không biết là anh em đã thử chơi cái bộ này chưa? Hay anh em mới chỉ là xem tôi chơi và anh em đánh giá cái bộ này không được ok cho lắm, chỉ coi như là múa được thôi. Nhưng với tôi, một cái người mà phải nói thật với anh em là có kinh nghiệm chơi cũng như là cũng thử chơi qua rất nhiều lineup và trong cái meta này thì cũng chơi khá là kỹ, nghiên cứu khá là kỹ đấy, thì ở trong meta là có một cái độ cân bằng khá là cao. Và cái bộ này tôi đánh giá nó hơn cái mức trung bình, hơn cái mức bình thường mà tôi chơi. Đấy, những cái đội hình mà trung bình bình thường thì cái bộ này khi mà chơi có cảm giác là nó có nhỉnh hơn. Không biết là có phải là vì là nó đi lên từ cái bộ Hunter rất là dễ dàng, có thể là giữ máu và chơi được chuỗi không thì tôi cũng không biết. Nhưng mà nếu mà kết hợp như thế này thì tôi nghĩ là không chỉ có đầu game, giữa game mà cuối game cũng rất là ok luôn đấy anh em ạ. Đấy, còn ai tin thì chơi theo thôi, còn ai không tin thì đấy là việc của anh em nhé. Tôi cũng chả phải coi như là lải lỉ các anh em chơi theo làm cái gì. Lúc đầu tôi định là làm này làm content thôi đó, nhưng mà tôi thấy cái nhận thấy cái tiềm năng của nó, bởi vì làm sao, bởi vì là thấy nó mạnh hơn bình thường. Khẳng định với anh em luôn, mạnh hơn bình thường đấy. Chúng ta dồn đồ cho hai con, mỗi con cầm một ít. Berlin rất là ok, có Berlin thì giữ lại cái Berlin thôi. Đây này, cái thằng này nguy hiểm này. Thằng này nó sẽ counter vào cái bộ Hunter này. Đấy, thằng này nó sẽ là gì? Nó sẽ là đá, bốn đá kẹp với cả God, kẹp với Mate. À, thằng đấy nó chính là cái thằng nguy hiểm đấy nhá. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Lấy món đồ cam đã. Tôi nghĩ là sẽ là cái bất diệt thôi. Bất diệt cho súng. Vẫn không thể nào có thể tách được cái bất diệt ra khỏi người con súng đâu. Con súng là nó là một trong những con mà rất cần cái bất diệt này. Nó trở lên mạnh hơn rất nhiều khi mà nó tăng cái lượng máu của con súng lên anh em ạ. Ok. Rồi. Để tạm với bất diệt này cho con Fallen. Sau khi gặp hết mết thì tôi chuyển sang con súng nhá anh em nhá. Gặp hết cái bọn mết này đã, để con Fallen nó có khả năng hóa đã. Rồi 9 mết này, 9 mết thằng Dew. Ok. Rồi chúng ta cũng sẽ roll ở level 8 thôi, không phải vội đâu. Rồi lại cho súng. Khi mà thằng mết qua rồi thì chúng ta lại cho đồ cho con súng. Đấy, đổi qua đổi lại như thế. Súng thì nó sẽ cầm được MOM, nó sẽ cầm được những cái món đồ tốc đánh, nó clear sẽ nhanh hơn. Con Fallen đánh chậm hơn anh em ạ. Được cái nó cũng sẽ gọi ra những cái con 3 sao và như nó, và có thêm cái những cái món đồ để có thể sử dụng nữa. Cũng 1-9, 1-10 đấy, không biết cái con nào ngon hơn đâu. Cứ phải lên 3 sao để mà đánh giá được. Có một cái Berlin rất ngon luôn. Chúng ta sẽ có một cái con Fallen Witcher 3 sao hóa sớm, gây được nhiều cái lượng đam hơn, rảnh tay để có thể là con súng nó kết liễu. Ok, rất mạnh luôn đấy. Thề đấy là do anh em chưa kết hợp ấy, anh em kết hợp thử vào xem. Cái con, những cái con mà cái con Fallen nó biến thành, nó có hiệu ứng của Hunter, đấm rất nhanh anh em ạ. Mà quan trọng là cái lượng đam của nó rất là to. Lượng đam của nó là kết hợp với cả cái bộ Demon luôn ấy. Tức là nó cộng thêm 50% nữa, chưa tính cái bộ Beat đâu. Ở đây nó còn một cái bộ Beat nữa. Lượng đam rất to và đánh rất nhanh. Trên này thì khả năng là chúng ta sẽ tí nữa sẽ kiếm con Tsunami vào anh em ạ. Kẹp cá vào thay cho cái con cung đen. Trên này rất nhiều thằng chơi bắn trưởng. Năm rồng này, làm rồng kết hợp với cả hai con Thunder cơ à. Xòe quạt cực kỳ mạnh luôn. Thunder của đối thủ khả năng lên 3 là rất cao. Ok. Quy hoạch lại cái đống đồ này cho hai con xem là chúng ta có đủ đồ để full hai con không. Sẽ có những cái món đồ tím và những cái món đồ cam. Rồi RO đương nhiên là cái đồ rồi.
lấy trước cho con Fallen Witcher đã. Có cái đồ này nó sẽ x2 x3 cái lượng đồ. Chúng ta sẽ lấy được thêm một cái món đồ tím nữa. BKB chắc chắn là sẽ là cái BKB rồi. Ok. Vậy là con Fallen này nó đủ đồ đấy. Như thế thôi anh em ạ. Thế thôi. Tiếp theo tôi sẽ lấy đồ thêm cho con súng. Có một cái rất hay nhá, đấy là nếu mà chúng ta dồn đồ cho hai con như này này, hai con co như này này, là nếu mà chơi gặp cái bọn rồng mết ấy, cái con rồng 3 tiền nó sẽ kẹp một con đúng không? Nó sẽ dí một con để giảm sát thương, giảm cái sức mạnh tấn công của một cái con tướng có cái lượng đam cao nhất ở bên ta. Thì khi mà chúng ta có tới tận là hai co ấy, trong đấy là cái con Fallen nó có thể biến ra thêm được ba hoặc là 4 cái con Fallen nữa. Đấy thì những cái con đấy nó đều có cái khả năng gây đam và gây đam rất to. Đây là cái việc cấm đánh này hay là bị cái con rồng nó dí này thì nó cũng chỉ được một con thôi. Cũng rất là ok. Khá là counter ở bộ mết đấy nhá. Đây là anh em thấy chưa? Thậm chí nhá là cái trận này tôi còn chưa kẹp cá vào cơ, nhưng mà nếu mà chơi co là Fallen ấy thì là chúng ta có thể chúng ta sống sót để chúng ta đấm được như này. Còn nếu mà chơi con là súng thì chưa chắc đã đứng được hiên ngang để mà đấm thế đâu. Có khi là bị ăn quẹt thứ hai là bay màu rồi. Đó, nó có cái đặc điểm nó cũng khá hay của nó là như thế. Là cái bộ này nó có một cái hay. Đấy là chúng ta có những cái con hóa hình và nó không có chịu cái sức giảm sát thương phép. Hay đấy. Được. Tức là chơi với mết là không sợ rồi. Chắc chắn là không sợ rồi. Mà càng về sau thì chúng ta sẽ càng có những cái bài mà nó counter ở mết triệt để thôi. Như là 4 Marine chẳng hạn. Đấy. Thậm chí là 6 Marine ở trong trận đấu này vẫn vô tư. Chúng ta có đủ 6 Marine kẹp với cả 4 Witcher chẳng hạn. Vẫn thừa một slot cho con súng kẹp lùn. Rồi, ui ta xe quạt này. Nhưng mà tôi có BKB. Ấy, anh em thấy đấm nhanh chưa? Vãi đái. Fallen Witcher mạnh mà. Tất cả nó đều thể hiện ở cái bảng đam ấy anh em. 9k đam cho Fallen. Mà Fallen này là Fallen 2 sao ấy nhá. Đấy, anh em nên nhớ là Fallen 2 sao và cầm đồ, thậm chí là còn trông còn đều hơn súng cơ. Đấy, anh em đừng có đánh giá video hôm trước. Hôm trước là tôi dồn toàn bộ đồ cho súng thì nó khác. Hôm nay chia đôi đồ, mỗi con cầm một ít, xem con nào mạnh hơn. Con Fallen này là nó còn mới có là 2 sao đấy nhá. Bây giờ con Fallen lên 3 sao thì con súng này tôi nói thật với anh em là không có cửa so với Fallen đâu. Ở trong cái bộ này nếu mà nó full đồ nhá, nó sẽ là gì? Lên được 3 sao nó sẽ là 5 con Fallen đánh mắc tóc. Quá kinh khủng anh em ạ. 5 con Fallen 3 sao đánh mắc tóc. Tốc độ nó sẽ là 0.1, rất nhanh. Ủa từ trước đó cũng bị khóa rồi. Nhưng mà vẫn ăn được. Tôi nghĩ vẫn ăn được thôi. Anh em nhìn con Fallen bắn nhanh không kìa. Ủa. Chấp cả đối thủ là kẹp vào là 4 đá nhá, để counter nhá. Tôi đấm một thằng đi rồi. Đấy. Mà thậm chí nhá, là bây giờ tôi còn chưa kẹp cá vào đâu đấy anh em ạ. Vớ vẩn, không cần kẹp cá luôn. Chưa kẹp cá rồi mà. Anh em thấy không? Bây giờ lên 10 thì đương nhiên là nó là slot cá thôi. Hoặc là ra Tsunami có thể chúng ta kẹp cá ngay level 9. Nhưng mà cho tới hiện tại thì tôi vẫn chưa thấy là cần phải kẹp cá vào để mà ăn thằng này luôn. Chúng ta ăn ngon luôn anh em ạ. Mặc dù nó lên được level 11, nó ra được Light Spirit. Nó ra dòng 5 đô rồi đấy. Nó ra đủ bộ 4 Spirit rồi. Ra được khá nhiều cái bài ngon rồi. Lick cũng là ra được rồi đấy. 9m rồi. Đánh ở level 11 sẽ là 5 dòng 9m đấy. Tức là nó đủ bộ nhá. Tối thượng của nó rồi. Mà tôi anh em bảo có ăn được không? Đấy, bờ linh sang, hóa hình luôn. Anh em nhìn cái con Fallen ở phía dưới kìa. Hai con Fallen phía dưới nó bắn kìa. Ui dồi ôi, thế thì đỡ làm sao được. Thấy chưa anh em thấy chưa? Lượng đam rõ ràng là to hơn con súng nhiều. Lượng đam to hơn súng đấy. Súng tôi có dồn toàn bộ đồ rất là ngon luôn nhá. Mà cuối cùng là vẫn yếu hơn con Fallen. Súng cầm đồ cực kỳ chấn luôn đấy. Đồ súng thì chỉ xài cái đồ tím thôi. À đồ xanh dương thôi. Đồ tím nó xài ít thôi.
vớ vẩn, khả năng là bây giờ có chuỗi đến hết game luôn đấy anh em ạ. Đối thủ bây giờ sẽ chịu chết nếu mà tôi kẹp cá vào. Nhưng mà tôi sẽ test cho anh em xem nhá. Nếu mà chúng ta kẹp 4 cá hay sao mà kẹp 2 cá hay sao, tôi phải test cho anh em xem cái bộ này là có cần thiết là phải kẹp 4 cá không. Bởi vì tôi thấy là từ nãy giờ là chúng ta đâu có cần phải kẹp vào là Marine đâu mà chúng ta vẫn ăn ngon đây này. Vẫn ăn ngon lành luôn này. Rồi. Phù lần ơi ra đi. Ui, chỉ cần một con nữa thôi. Một con nữa thôi, một con nữa thôi, một con nữa thôi, một con nữa thôi. Đi rồi. Ok anh em ơi, mắc binh được rồi. Ok nhá. Thế là chúng ta có thể lên 10, chúng ta ok rồi đấy. Sau này có quyển sách này, sách cho gấu cũng được. Rồi, thêm một cái MOM nữa. Tất nhiên là sẽ cho con súng. Con súng sẽ cầm 2 MOM. MOM này thì anh em cầm 6 cái cũng được. Nó vẫn stack với nhau anh em nhá. Nó vẫn tăng tốc đánh và hút máu. Cái khả năng hút máu thì nó không stack, nhưng mà cái khả năng mà tăng tốc đánh là nó có stack ấy. Rồi, nhịn một round nữa. Round sau rồi chúng ta sẽ up lên level 10, vứt thêm một con Medu vào nữa xong. Chả cần cá. Rồi ôi anh em nhìn này. Bây giờ đúng là 5 con Fallen mắc tốc rồi đấy. Con súng bây giờ nói chung ấy nó chỉ là phụ họa thôi anh em ạ. À. Anh em nhìn kìa. Chấp cả League 2 luôn nhá. Ra là con League 5 đô 2 sao rồi. Nhưng mà vẫn không có làm gì được hết. Rồng 5 đô 2 sao. Thiếu con Light Split 2 sao. Thằng này nó chơi 9m kẹp với cả 5 rồng. Tôi thấy là nó vẫn hơi sai. Thà là chuyển sang là 9m kẹp với cả 4 Split là vẫn đủ level 11 đấy. May ra mới ăn cái bài này của tôi. Nói thật, bây giờ con Fallen này mắc tốc rồi, phải có cái gì để nó cản cái tốc độ của con Fallen lại. Chứ còn nếu mà không cản được thì chết. Cản thì nó phải nhờ những cái khống chế. Nhưng mà bây giờ khống chế thì anh em cũng thấy là BKB như này rồi thì sợ gì. Không thể nào có thể khống chế nổi luôn. Rồi. Ơ kìa. Ơ. Đúng là thua nhá. Không thể, súng vẫn có thể là gánh được. Vẫn cứ là hay đến được vị trí con súng. Rồi. Mà bây giờ tôi roll cái gì ấy nhỉ? Thực sự tôi cũng chả biết roll cái gì, bởi vì cái tâm này tôi thắng rồi, tôi cũng chả biết là tôi phải làm cái gì tiếp theo đây. Trời, đứng trên đỉnh vinh quang là sớm. Thằng này nó chuyển sang 4 đá anh em ạ. Đấy. Ít ra thì chuyển sang 4 đá nó còn có cái cửa. Light Split lên 2 sao, Thunder Split 3 sao. Ui vãi đái. Làm ăn được gì không? Có làm ăn được gì không? Có làm ăn được gì không? Trông mấy con Fallen của tôi là bắn nó cũng vẫn cháy lắm anh em ạ. Trông kìa. Chả làm được cái gì kìa. Ok, súng vẫn đứng bắn hết ngang luôn. Con súng nó đứng ở một cái vị trí rất an toàn để có thể kết liễu. Làm cái gì nhỉ? Mình bây giờ tìm cái gì đâu? Bây giờ chả có tìm cái gì nữa rồi. Tầm này bây giờ chắc chỉ tìm roll con Fallen với cả cái con Skull Hunter lên 3 sao thôi. À không phải Fallen mà là cái con Siren ấy. Siren với cả Skull Hunter lên 3 sao thôi. Chứ còn cái tầm này thì còn tìm cái gì đâu. Cá thì cũng chả cần kẹp nữa rồi. Vẫn ăn được thế này. Trông ngon lành thật. À úi rồi, Thunder đứng ở cái vị trí này nó xòe lại con súng. Thôi xong rồi, thằng này toang rồi. Thằng này toang rồi, mất quá. Mấy con Fallen của tôi mất thời gian quá. Hỏng rồi. Chết rồi, vớ vẩn, thằng này lật kèo ấy nhở, ra vừa rồi đẩy nhiều thế. Còn có 18 máu này. Từ 50, trên 50 máu, bây giờ có 18 máu. Dạ mà thôi, trận sau khô máu hết tiền để kiếm cái con Marine vào anh em nhá. Tôi nghĩ là sớm muộn gì chúng ta cũng phải kẹp vào thôi. Đối thủ nó mạnh quá rồi. Tầm này đối thủ mà lên được 12 chắc là tôi thua luôn. Thôi, cái liêu trận đấu sớm ấy anh em ạ. Cố gắng là sau này ra quái này là chết luôn, tiêu diệt luôn.
Không có để round 45 nữa. Round 41 là được rồi. Chứ còn lên thêm round 45 cũng chưa biết chuyện gì xảy ra đâu. Bắn rất nhanh nha anh em nhá. Mấy cái con phô lần ấy nó bắn rất nhanh luôn. Chả cần đồ. Lấy full đồ tăng cho phô lần đi. Xong rồi nó sẽ có thể là trong cái khoảng thời gian nó bắn nhanh nó sẽ gây được nhiều đam. Rồi. Lấy thêm gậy như ý nữa nhỉ. Ok. Chúng ta sẽ có hai gậy như ý. Rèn tiếp không? Rèn một đồ cam nữa. Nhưng mà thôi chết không kịp, còn có 5 giây thôi anh em ạ. Thôi để rao sau nhá. Nếu mà rao này chúng ta vẫn còn có thể gặp được đối thủ ở rao sau. Chứ còn tôi nghĩ là rao này đứt rồi. Tôi kẹp cá rồi. Kẹp mà chỉ cần kẹp hai cá thôi nhá. Có ăn được không? Vừa nãy tôi thấy là không kẹp cá, ăn được rồi, bây giờ kẹp hai cá này đỡ kiểu gì? Anh em thấy không? Ui giời ơi. 3 máu là đi rồi. Súng đứng hiên ngang bắn luôn, chưa kể mấy con phô lần. Được anh em ạ. Được đấy. Phải cái bí kíp này chúng ta sẽ phải đặt tên cho nó một cái tên thật là kêu mới được. Chàng hắc quỷ và bảy chú lùn à. Dã man. Đấy, thôi nha anh em nhá. Đấy, biểu diễn thế là được rồi. Tất nhiên là tôi cũng sẽ phải test thêm. Có thể là video sau sẽ là thêm một cái trận nữa. Ok anh em nhá. Anh em nào mà tin thì anh em thử test thử xem là có mạnh không. Đấy, còn anh em nào mà không tin thì anh em lại càng phải test thử xem là tôi có bố láo không anh em nhá. Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký, hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn ngay clip bên trái. Cũng là cái bộ này anh em nhá. Bí ký vừa mới lúc được xong. Không biết là thế nào, nhưng mà chắc là tôi nghĩ là anh em cũng sẽ có cái tư liệu tham khảo đấy anh em ạ. Đấy, và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem kết hợp Half Orc kết hợp với Metalist nó mạnh đến cỡ như nào anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của bộ video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.